Cảnh báo, video hôm nay sẽ có các hình ảnh kinh dị, ghê rợn và âm thanh có thể làm người xem cảm thấy ám ảnh. Nếu bạn là người yếu tim hoặc chưa đủ 16 tuổi trở lên thì nên cân nhắc trước khi xem hoặc nhờ phụ huynh của mình cùng xem video này. Các bạn đã được cảnh báo. Ông dân làng ạ, làm sao đó hả? Tôi tin chắc rằng 100% câu chuyện của ông là sự thật chứ. Tôi nghe ông kể nha, mà thấy nó cứ điêu điêu, nó cứ xạo xạo kiểu gì á. Làm gì đó hả, trong game Minecraft, trong thế giới Minecraft và trong ngôi làng Minecraft này lại có cái tiếng động kỳ lạ như vậy được cơ chứ ông dân làng? Dân làng, đó là sự thật đó KSD à. Tôi không nói xạo cậu làm gì đâu. Trời đất ơi, tôi tin chắc chắn 100% rằng là ông nói xạo tôi đó nha. Thiệt sự đó hả, trong Minecraft đó giờ hả, chỉ toàn là những tiếng động bình thường mà thôi. Chứ làm gì có cái tiếng mà cái tiếng camera rồi tiếng nổ như ông nói được chứ. Nếu như đó nha, có những cái tiếng đó đó hả, thì chắc chắn 100% là lỗi game. Ông nói xạo tôi đó ông dân làng ạ. Nhưng mà đó là sự thật đó trời ạ. Nếu như cậu chơi Minecraft và hãy thử sinh tồn trong ngôi làng này một hôm đi. Nếu như cậu nghe được tiếng camera kèm theo tiếng nổ phía sau là vị thần camera đã tới rồi đó. Và mỗi lần cái tiếng đó vang lên thì sẽ có một mạng người nằm xuống. Cậu phải tin tôi KSD ạ, làng chúng tôi còn có một cái hố vứt xác kia kìa. Một cái hố vứt xác. Và mỗi lần cái tiếng camera xuất hiện kèm theo tiếng nổ là sẽ có một mạng người nằm xuống sao? Đây là lần đầu tiên đó nha, tôi nghe thấy được một câu chuyện khá là kỳ lạ như vậy trong thế giới Minecraft đó. Thôi được rồi, tôi nghĩ rằng đó hả là tôi sẽ tạm tin ông vậy. Tuy nhiên bây giờ nha, tôi cần thực hiện điều tra. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay đó nha, mình đã tới ngôi làng này đó các bạn, để mình đi sinh tồn. Thì mình đã thử đi lanh quanh ngôi làng đó các bạn ơi, để coi thử xem đó nha là liệu ngôi làng này đây có gì đó kỳ lạ hay là không. Thì mình đã tìm gặp và mình đã nói chuyện được với lại các ông dân làng này nè các bạn. Và ông ấy nói rằng đó nha, là trong cái thế giới Minecraft này nè, có một cái tiếng động rất là kỳ lạ luôn. Đó chính là tiếng camera. Và mỗi khi đó hả, cái tiếng camera này xuất hiện kèm theo tiếng nổ, sẽ có nghĩa là một ông dân làng trong thế giới Minecraft ngày hôm nay sẽ chết đó các bạn ơi. Và đó chính là lý do vì sao mà mình không tin á. Cho nên mình nghĩ rằng đó nha, là bây giờ đó hả, mình phải đi tìm hiểu về vấn đề này. Trước tiên đó hả, là mình cần phải tìm hiểu về cái hố vứt xác trong thế giới Minecraft này, trong ngôi làng Minecraft này. Ông dân làng nó nói rằng đó nha, là trong ngôi làng của ông ấy có một cái hố vứt xác. Để mình đi tìm thử coi liệu có phải là hố này không ta. Hình như là ở đây các bạn, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà thật sự đó nha, cái ngôi làng này nè, nó được gọi là rất là cầu kỳ các bạn. Nghĩa là sao? Có nghĩa đó nha, là được xây dựng một khu vực thung lũng đó. Những cái ngôi làng này nó cứ hả đi không khéo đó nha, là chúng ta có thể dễ dàng té chết bất cứ lúc nào không hay luôn đó. Phải thật sự cẩn thận. Để mình coi thử xem là liệu có phải có cái hố vứt xác nào ở đây không ta. Phải ở đây không nhỉ? Hình như là ở đây hay sao đó các bạn ơi. Và ở đây không hề có một cái xác người nào cả. Và rất có thể đó nha, là ông nhà hàng kia đã lừa mình rồi các bạn ơi. Ở đây thì sao nhỉ? Và oh my gosh, ông dân làng ấy thực sự không lừa mình các bạn ơi. Ở ngôi làng này thực sự có một cái hố vứt xác. Các bạn nhìn nè, ở đây các bạn ơi, có rất nhiều những cái xương người. Mình nghĩ rằng đó nha, đây rất có thể chính là những cái xương dân làng. Cũng như đó hả, là những bộ xương của các player chơi Minecraft đã từng gọi là thám hiểm trong thế giới Minecraft này. Bởi vì các bạn ạ, cái thế giới này đó nha, tuy đó hả là một thế giới mới đối với mình, nhưng mà đây là một thế giới mà mình tải được ở trên mạng đó các bạn ơi. Mình tải về mình chơi thử đó. Cho nên đó nha, mới xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như thế. Các bạn coi nè, thấy không? Đó, có quá trời những cái xác chết khô, những cái bộ xương khô ở phía dưới cái thung lũng này luôn. Đây thật sự đó hả, đúng là một cái hố vứt xác. Rồi, từ từ, bây giờ trước tiên đó nha, mình vẫn còn phải tiếp tục tìm hiểu lại thêm những lời nói của ông dân làng ấy đã. Ông dân làng nói rằng các bạn ơi, là nếu như đó nha, mình thử chơi Minecraft và thử sinh tồn trong ngôi làng này một hôm thôi, thì mình sẽ nghe được tiếng camera kèm theo là tiếng nổ. Và nếu như có hai cái tiếng động này xuất hiện đó hả, thì chắc chắn là vị thần camera đã tới. Vậy thì vị thần cameraman ở đây là ai các bạn? Vị thần camera hay có khi nào đó là một anh cameraman hay không nhỉ? Mình thật sự không hiểu luôn. Nhưng mà nếu như đó nha, đó là một cameraman á, thì rõ ràng là anh ấy phải là một người tốt. Và anh ấy phải cứu các dân làng cơ chứ đúng không? Tại sao đó nha, vị thần camera này là giết người các bạn? Mình thật sự không hiểu luôn. Thôi được rồi,
Bây giờ hả, điều kiện tiếp theo là mình cũng phải tìm được cái nhà thông báo các bạn. Bởi vì mình tin chắc rằng đó nha, là nếu như chúng ta tìm được nhà thông báo thì chúng ta sẽ biết được một cái điều gì đó kỳ lạ và bí ẩn với ngôi làng này. Và ở đây thì mình thấy rằng ngôi nhà này đó nha, không có bất cứ một cái biển gì cả. Đây hả, chắc chắn không phải là một cái nhà thông báo rồi. Hồi nãy mình để ý ở phía này nè, có hai căn nhà mà không hề có lối đi vào. Đây nè các bạn, hai căn nhà này đó nha đều bị kẹt ở thung lũng và... Hả? Từ từ, phía bên căn nhà này các bạn ơi, cũng có những cái xác chết của các dân làng luôn. Trời đất ơi, vậy thì thật sự đó nha, mình không thể tài nào hiểu được rằng á hả, là số lượng dân làng và số lượng các player đã chết trong thế giới mà đó này các bạn ơi, đã đếm tới hàng bao nhiêu nữa. Ơi, hay là mình nghĩ rằng các bạn ạ, có khi nào đó nha, dân làng trong ngôi làng này đang thờ phải một vị thần tà đạo không? Rất có thể lắm chứ, một vị thần tà đạo đã ám ngôi làng này. Ơi giờ một chuyện kinh hãi nha. Được rồi, bây giờ mình để ý rằng các bạn ạ, là cái hả, hai ngôi nhà này nè, không hề có đường nào đi vào cả và... Hả? Ở đây, là vệt máu nè. Wait what? Tại sao có vệt máu ở đây cơ chứ? Được rồi, để mình đi xuống thử nha. Để mình đập đất các bạn ơi. Đập đất rồi sẽ đi xuống thử. Mình sẽ thử làm một cái đường để mình có thể đi xuống các bạn ơi. Rồi ok. Và mình sẽ đi ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Cái khu vực này các bạn ơi, là những cái giọt máu dính trên ngôi nhà này. Và ở phía trong đây mình thấy là hả, có một cái bộ xương khô, một cái rương đồ. Và nó như để ý kỹ đó nha, hình như các bạn ạ, là mình thấy là hả, có luôn cả một cái đuốc redstone này đúng không bạn? Rồi, bây giờ để mình tìm đường mình đi xuống đây các bạn ơi. Phải đi xuống đây các bạn ạ. Rồi, xuống thôi nào, nào. Đường đi lên đi xuống hơi chắc chở một xíu. Ok, đi vô nào các bạn. Và, hả? Cái gì đây? Số lượng cống phẩm còn thiếu cho ngày ấy, 4 dân làng và 1 player. What the hell? Các bạn thấy chưa? Chúng ta đã phát hiện được thêm một điều kỳ lạ và bí ẩn về ngôi làng này nữa. Đây đó nha, rất có thể đó hả, là một cái nhà thông báo. Và cái nhà thông báo này đó nha, là đã có kẻ nào đó tới đây đó các bạn. Và hả, đã làm một con đường để ngăn chặn tất cả các dân làng không ai được phép tới đây. Và không ai được biết rằng đó nha, là số lượng những người nào tiếp theo sẽ bị giết đó các bạn ơi. Ở đây ghi nè, số lượng cống phẩm còn thiếu, 4 dân làng và 1 player. 1 player, 4 dân làng. Ôi, chết. Hay có khi nào các bạn ơi, 1 player map chính là mình các bạn. Thôi chết mình rồi, mình đã lỡ vô tình một con làng ác quỷ rồi, bây giờ làm sao bây giờ? 1 player còn thiếu, có khi là mình đó các bạn. Thôi rồi. Trước tiên, bình tĩnh cái đã. Mình nghĩ rằng đó nha, là mình nên mở cái runo ra. Và mình sẽ biết được rằng đó nha, là sự thật toàn bộ với tất cả mọi thứ này các bạn ơi là cái gì. Mọi người nào, và bên trong runo có một quyển nhật ký nha. Được rồi, để mình đọc thử. Tôi là một player chơi Minecraft và tôi thích tìm hiểu về những điều kỳ lạ khó hiểu phía sau trò chơi này. Tôi tới ngôi làng và được biết về vị thần camera mà bọn họ đang thờ cúng. Nhưng vị thần quái quỷ gì mà lại đi ăn thịt dân làng cơ chứ? Vì vậy tôi quyết định ở lại và tôi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Vị thần camera thực sự rất quen, nhưng tôi đã bị bắt gặp và phải chạy trốn rồi chết ở đây. Hãy cẩn thận. Ồ, các bạn ạ. Vậy là quyển nhật ký này đó nha, là của một anh player Minecraft, của một người đã từng chơi cái thế giới Minecraft này. Và mình nghĩ rằng các bạn ơi, số lượng cống phẩm còn thiếu bây giờ các bạn ạ, chỉ còn lại là 4 dân làng thôi. Bởi vì đây nè các bạn, đây đó hả, chính là cái xác chết của anh player đó các bạn ơi. Vậy là bây giờ nha, thôi được rồi. Bây giờ nếu như hả, chúng ta muốn kiểm chứng xem liệu thật sự hả, là vị thần cameraman đó là một vị thần như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi cho tới tối đó các bạn. Mình tin chắc rằng đó nha, là chúng ta sẽ tìm hiểu được một cái điều gì đó về vị thần này. Được rồi, hãy cùng mình chờ đợi nào. Bây giờ đó nha, nếu như đó hả, chúng ta nhìn thật kỹ bên ngoài đó các bạn, hãy nhìn cùng mình nha. Nhìn kỹ ở bên ngoài này thấy không? Bây giờ trời đã tối rồi nè, nghĩa là mình đã liên tục núp ở đây từ buổi chiều các bạn ơi, từ lúc chiều tà đó nha cho tới nửa đêm. Và thật sự đó hả, mình cũng không rõ bây giờ đây là nửa đêm hay là 3 giờ sáng nữa, bởi vì đứng ở đây đó hả, có nhìn được mặt trăng đâu. Cho nên là lát nữa đó hả, chúng ta ra ngoài thì mới có thể phán đoán được tình hình các bạn ơi. Hả? Ủa? Các bạn ạ? Các bạn nghe được không các bạn ơi? Một tiếng camera cũng như là một tiếng nổ đã xuất hiện rồi kìa. Hay có khi nào đó hả, là cái vị thần cameraman nó đã tới các bạn ơi. Đúng rồi các bạn ơi, rất có thể đó nha, là cái vị thần camera đã tới đó các bạn. Bây giờ đó hả, chúng ta mau chóng ra ngoài khử xem các bạn ơi là liệu đó nha, chuyện gì đã thật sự xảy ra các bạn ạ. Cái gì vậy? Và
Hả? Ủa? Cái gì đây? Các bạn coi nè, ở đây đó nha, có những vết máu. Những vết máu các bạn ơi. Và một cái hố như thế này. Và thật sự đó nha, có một điều đó hả, nãy giờ mình thấy rất là kỳ lạ luôn, đó chính là tuy là có vết máu cũng như hả là một cái hố như thế này, nhưng mà mình không hề thấy một ông dân làng nào cả các bạn ơi. Mình không nhìn thấy được xác chết của dân làng. Hay có khi nào là cái vị thần camera đó đã làm cho cái xác chết dân làng nổ bung bét không các bạn? Chắc chắn đó nha, rất có thể là như vậy đó. Cho nên đó hả là hả toàn bộ đó nha, những cái gọi là hả cơ thể xương sống xương người công như này các bạn ơi, đã bay tứ tung mất tiêu hết luôn rồi, không còn vết chớ đó. Ôi trời đất ơi, vậy là tất cả mọi thứ nó trở về cát bụi hả ta, ghê vậy trời. Hả? Ủa? Lại có tiếp, là có tiếp tiếng camera và tiếng nổ đó kìa. Cái gì vậy, lần này là ở đâu? Hình như đó nha, mình nghe thấy các bạn ạ, nó xuất phát từ phía sau lưng của mình á. Và là chỗ này. Ủa? Từ từ, hold on a minute. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà hồi sáng đó nha, cái ông dân làng thiện lành, cái ông dân làng kể chuyện cho mình nghe đó bạn ơi. Ông ấy đứng ở đó. Ở đây mà. Tại sao bây giờ hả? Tức là ông ấy lại bị giết chết cơ chứ. Các bạn ơi, lại là ông dân làng các bạn ạ, đã bị hả vị thần camera kia giết hại giết chết rồi các bạn ơi. Bây giờ trời. Hả? Lại tiếng camera và tiếng nổ nữa. Lần này đó nha, là lần thứ 3. Vậy là đúng như những gì 7 năm báo kia đó các bạn ơi. Dân làng này các bạn ơi, người làng này đó nha, còn thiếu 4 cống phẩm nữa. Đó chính là 4 dân làng đó. Bây giờ mình phải đi đường nào đây ta? Từ từ mình đi đường này đi. Hồi nãy đó nha, mình nghe đó hả là cái tiếng đó xoáy từ phía này nè các bạn ơi. Trời ơi, phải bắt cua. Chứ không thôi nha, mình sẽ bị té chết các bạn ơi, mình sợ lắm luôn á. Trời ơi, tiếng nổ thứ 3 đâu rồi? Tiếng nổ thứ 3 nằm ở đâu vậy? Where are you now? Tiếng nổ thứ 3 đâu? Mình nhớ. Đây nè các bạn ơi, đây nè. Trời đất ơi, thấy không? Và nếu như đó hả chúng ta để ý đó nha, thì mỗi khi có tiếng camera và tiếng nổ đó nha, thì đó hả là sẽ có những mảng máu xuất hiện như thế này nè, rồi một cái hố như thế này, nghĩa là đó hả đã có một ông như là nào đó vô tình đi ra ngoài đó và bị vị thần camera đó giáng xuống đầu những cái tia đạn, những cái tên lửa xuống đầu và chết ngay lập tức đó các bạn ơi, trở thành món ăn cho ông ta. What the hell bà? Lần này hả rất có thể đó nha, chính là tiếng camera và tiếng nổ cuối cùng nè, tượng trưng đó các bạn ơi, cho ông làng thứ 4 đó. Và bây giờ hình như là vẫn xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Điều nào đó mà coi thử coi phải đây không ta. Và hình như, ơi các bạn hả, lần này đó nha, là chúng ta thấy được ông dân làng luôn, chứ không phải các bạn ơi, là một cái hố nữa. Ông dân làng ơi, ông có còn sống không hả ông dân làng ơi? Ông hiểu không vậy? Trả lời tôi biết ông dân làng. Dân làng hấp hối, vị thần ấy đã tới. Vị thần ấy tới để lấy cống phẩm. Trời ơi, thôi, ông dân làng ơi, ông hãy an nghỉ đi nha. Tôi tin chắc rằng đó hả là ông sẽ vượt qua được thôi. Ông đừng có lo nữa, bây giờ ấy nha, dân làng này đó hả sẽ không ai chết ở đâu. Bởi vì đó hả đã có tới 4 người chết rồi ông dân làng ơi. Ông sự hy sinh của ông đó nha, sẽ chính là đó hả, sẽ là sự hy sinh tốt đẹp cho dân làng này. Ông đừng có lo nữa nha ông dân làng. Hả? Dân làng hấp hối? Chưa. Cống phẩm vẫn còn thiếu một layer Minecraft. Hả? Ý ông là sao? Cống phẩm còn thiếu một layer là sao chứ? Tôi tưởng rằng đó nha, là ông layer là cái người layer kia đã chết rồi mà. Tại sao vẫn còn thiếu? Chết. Các bạn ơi, ông như là hối chết rồi các bạn. Vậy là sao? Tại sao đó nha, vẫn còn thiếu một người nữa các bạn, là sao vậy? Rốt cuộc đó hả? Một chuyện là sao cơ chứ? Tại sao mình tính đủ rồi mà vẫn thiếu một người? Vậy là sao nhỉ? Và ủa cái gì đây? Trời đất. Titan Cameraman. Bạn coi thấy không? Một nửa mặt của ông ta là mặt quỷ, các bạn đang cười kìa. Vậy cống phẩm cuối cùng còn thiếu là sao? Người đó người ơi! What? Mình chính là cống phẩm cuối cùng. What the? Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về một vũ trụ khác khi mà Titan Cameraman đã hóa thành quỷ dữ. Như các bạn cũng đã thấy, Titan Cameraman khi hóa thành quỷ dữ là một vị thần mà đã được các dân làng thờ cúng. Tuy nhiên, vị thần Cameraman hóa quỷ này cực kỳ kinh dị khi mà hắn ta đòi hỏi yêu cầu là những cống phẩm, là những dân làng thịt người sống để hắn ta có thể ăn thịt. Vì vậy các bạn ơi, hãy thực sự cẩn thận nếu như một ngày nào đó các bạn gặp phải Titan Cameraman hóa quỷ nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký.
Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video này nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. I'm falling, I'ma keep on falling, falling.